con này ương ấy, con này ấy chả hoa nhảy rồi. Rồi yên trí một ba chín phẩy sáu lại năm rồi. Ấy cổ nó thở được nó thế chả thế đấy, bỏ ra nó chỉ bóp nhẹ thôi, cơ túm ở đây thôi mày. Bóp chặt là chết ngay. Chưa này nó cứ kiểu gì dậy đi cụ ơi. Ấy để đỏ đấy. Đi, ôm sát vào người đó, em cũng ôm sát vào người đấy. Đứng sát lại và nói, ôm vào đó. Đúng không? Đấy. Thế mình đi thì nó cùng đi. Con đầu tiên là con to nhất. Con to nhỉ. Con nhỏ đâu đó. Con này khung to thôi. Cứ từ từ cứ xoay ngang đi. Xong 2, 3 mới lên rồi. Giờ nhá, chưa lên đâu. Chưa đứng tư thế lé này. Hai ba cái chân nó đạp ấy. Rồi hai con một em nữa, cứ lại còn hai mẹ nữa thì đằng trước quá. Con kia nằm mãi trong này. Đuổi ra đây. Đấy. Khỏi phải lôi. Rồi, kia kìa. Úi giời. Nó đi mình mới lôi phải không? Đấy. Nó tự đi thì mình đôi khi mình kéo là không được. Đúng rồi. Phải để buông ra cho nó tự đi. Ấy, ấy. Yên trí. Bỏ lại. Dậy rồi. Là ôm sát đi, ôm sát đẩy lên cho nhỉ. Được. Con này ngoan. Ôm sát đi. Ôm sát đẩy lên à. Ui giời. Vâng, chế. Con này to nhất đấy. Rất bỏ rồi. Phần đầu cũng ngoan nhất nhỉ. Phần đầu là chưa biết gì. Ôi, trượt rồi. Từ từ. Thôi, lại để cho nó đứng. Đây là kiểu lên trơn. Ừ, nên thười. Đổ. Nó xả vào đấy. Xả vào đấy. Dạy rồi. Rồi. 46,6. 46. Con này to nhất này. 6. Con này to nhất này. Con đầu tiên này. À thế là hết.
trời. Ôi trời. Đấy. Sợ đấy. Đấy. Đây, đây, tình trái tay mà. Em đừng ôm nó thế này. Ôm sát hẳn như này này, hình chưa? Tay tay cầm bên dưới này. Nhìn cái tay này. Ôm sát chưa? Chưa. Tức là mới ôm hẳn vào người nó này. Đúng không? Thì mình đi đâu nó đi đấy. Cơ mình quay đây cầm luôn. Để nó đứng ngang. 1 2 3 người nhá. 1 2 rồi chú cân nhá, rút cân rồi tiếp tục nhá. Này cũng nhanh không nhỉ? Nhanh, bắt dễ. Thế này người nhớ người. Ai đó? Bạn này như to hơn ấy. Bạn này nhảy múa áp hết. Con đấy 55 bố ạ. Con này kém con đấy 3 cân. Ui giời, ra đây nhìn cái to hả nhỉ? Ừ. Nhờ, trong chuồng nhìn cái teo teo nhỉ? Nhờ. Ừ. Con đấy là 155 đấy. Từ. Con này nó hơn, con này 52 phải không? Con này 53. Con này nhỏ hơn. Để đây để tí lấy lại rau cho nó. Ừ, thằng con anh hơn 60 cân cơ á. 62 cân gì ạ? 62 rồi. Khiếp, nặng thế nhỉ? Mày nặng hơn Tiến thằng Yến cơ á. Ủa, quang anh xương chân nó dài như thế. Tiến nhà cô mới được có 52 à? Lại gắn cái gì đấy? Cái này thì không sao nó đạp đâu, cô đứng sát nó ôm hẳn vào người đó. Ôm hẳn vào người đấy, đứng sát là ôm hẳn vào người đó. Đấy. Nó có dây đạp thì nó không bao giờ nó vào người mình. Con này nhỏ hơn nhất rồi. Rồi buông tay. 128.8. 128.8. 128.8.
đúng không? Cứ ôm sát người nó thì nó dễ đạp, thì nó không bao giờ nó mình bị làm sao vậy? Đúng rồi. Con này coi nhất à? Con này coi nhất rồi. Từ từ từ. Cứ bỏ cho cái đuôi lên đã. Khi nào 23 mới sợ thôi. Hai. Mít đâu? Đấy. Đấy, phải sau phải nghe thế ở toàn giọng mình ý mà. Mình chỉ đạo tối hôm đấy mình chỉ đạo chứ. Con da điệu. Hai mẹ nữa. Hai mẹ nữa. Đấy, anh đứng đây anh nói mà máy nó vẫn ghi được. Cái này đi phải cẩn thận không cọc biêu đầu ấy. Còn hai con này. Con này gần trước đi. Cứ dậy đi. Cứ dậy đi. Đấy, đúng rồi, ôm ngang, ôm ngang. Úi trời. Úi trời. Đấy, em bảo. Em chế. Trơn. Đến lúc này lại thả nó ra, để nó đứng. Chứ đừng có giữ nó nữa. Đấy. Để khi chuyển con ra này. Đã xong rồi. Rút cân. Rồi cứ lấy có con 5 triệu không ổn không nào, ổn áp không? Cứ lấy đâu, cướp thật. Nhân 8 à? Dạ. Nhân 8 à? 75 Con anh cầm cho chú đèn pin. Đây, thì đây. Đây hai em đây. Em hai, hai người bê được không? Cũng không nặng mấy. 60 cân rồi mà. Từ từ để em xoay nhá. Húng ơi ra mà. Mà cơ. Rồi. Không, bây giờ để anh nhấc đầu này lên xong rồi đẩy lên nhá. Đây Hùng xong này. Đây bên này bên. Tình bỏ bên này ra. Đắp bên này này. Bên đây bỏ tay ra. À, anh bỏ tay ra. Đấy. À để nghiêng à? Nghiêng xong rồi đẩy nó vào. Một khác là tường, để sang thành. Đưa đi.
Có cần đèn pin không em? Em lấy cái đèn pin đây. Cần pin ơi. Đây, anh soi cho em buộc. Em lên trên này đi. Lên trên này để kiểm chuột nào nó quay đầu. Thấy nó quay đầu ở đây thì đẩy cái đầu nó vào bên trong. Nó đâu? Bỏ cái này xuống nó che tối, nó không nhìn thấy. Quay đầu đây thì để cái đầu vào bên trong. Các tính rồi. Đây em anh nạp bản tiền thế. Này cầm đấy. Đó, cầm đấy cứ tại thôi. Đấy chưa, bây giờ mà đấy chưa, anh em cứ nó bình thường tầm này mà mỗi tháng phải tăng 15 cân. Mỗi tháng tăng 15 cân này. 15 cân thịt chị. Mỗi tháng nó tăng 15 cân tầm này đấy. Thế tầm này mình chỉ chăm đi tầm 2 tháng là thoát lỗ nhỉ? Đúng rồi. Chứ cứ tính tầm là khi cứ trung bình 100 cân một con. Thì chứ cứ cân đến tầm khoảng là 6 70 cân hay là 7 80 cân cái là bắt đầu mình đẩy nhanh cho nó kiểu gì nó đạt 100 cân đi. Chị cứ nhìn theo cái giai đoạn mà khung phát triển khung như này rồi. Đúng không? Thế chị tính là ví dụ giai đoạn nào mà chị xuất đi. Thì trước đấy là khoảng 2 3 tháng là chị đẩy nhanh cho nó tăng lên. Cứ 100 cân hoặc hơn 100 cân là càng tốt. Đây chưa có ăn. Nếu mà mình chưa có ý định mà xuất bán đi thì mình cứ nuôi bình thường thôi, nuôi rau cỏ bình thường thôi. Nhưng mà có ý định xuất bán cái là trước đấy khoảng 2-3 tháng là mình đẩy nhanh cho nó ăn. Mình chăm lần đầu mình chưa có kinh nghiệm hay là sau mình có kinh nghiệm rồi mình chăm lắm. Quan trọng đầu ra lúc nào cũng ấy không. Đầu ra là các bác tập giống. Ê, xong là đến lúc rồi các bác lên thu con là em giả đến giống. Thế chắc ăn hơn nhỉ. Lúc lại lúc bảo được khó khăn. Đợt này, đợt này không chạy các bác có được thì để em khuất. Em ba các tập giống thì em đến lúc lên thu giống thu con thịt về em bả tiền giống. Này tính tiền bì cả chú nhá. Lâu này lại như là đặt gạo nhanh rồi. Gạo nó đang chín rồi đấy. Lâu rồi. Nấu cái này gần nhanh hơn nồi cơm biển. Đặt gạo thì nhanh rồi đấy. Ồ, mỗi ba ăn thì hết hết sau nồi rồi.